Chào mừng mọi người cùng đến với năm 2023. Mọi người nhé, đầu năm thì bây giờ mình sẽ quay lại vào rừng để đi bẫy chuột. Đây có một hàng chuột ở đây mọi người nhá. Hàng chuột này. Đặt luôn cái bẫy ở đây. Sáng hôm sau mọi người nhá, đi thăm bẫy. Bẫy đầu tiên. Wow. Đây mọi người ạ. Dính một con chuột này. Đến qua mình bẫy luôn vào cái hang ấy. Được một con chuột khá là to mọi người nha. Đây này. Tuyệt vời luôn. Đây. Cái hang của nó ở đây, ngay ở đây. Đây. Bẫy ngay trước cửa hang. Dính ngay còn chuột hàng rất là to, bự luôn mọi người ạ. Còn cái bẫy ở trên này nó không lại không sạch. Đây, chuột nướng nha mọi người, đang nướng. Con này cũng khá là to. Chuột nướng này, làm thành miếng thịt lợn đem nữa này.